Thế con đi học con có nhiều bạn không? Dạ. Con thích chơi với bạn tên là gì? Nên Bạn gì? bảo bảo ha. Bảo Khang là mình rồi còn bảo Khang cái gì? Má. Thế con thấy tập thể dục thích không? Lớp đẹp nhỉ? Trường đẹp không? Nhiều bạn nhỉ? Thế cô phải cô tên là Nhung à hay cô tên là gì nhỉ? À, cô giáo tên là Huyền đúng không? Cô giáo yêu con không? Thế con hát một bài cho mẹ nghe đi. Hát đi. Đi coi Bốn trong cái cây dịp được cành xanh lá hoa nó được tốt tươi tươi đúng rồi. Cho tôi đi làm mưa mưa với chị gió ơi, tôi muốn trong cái cây dịp được cành xanh lá lá hoa hoa nó được nó tốt tươi tươi rồi. Hay thế, hát bài gì mà hay chết rồi. Khoai khoai và thế hôm nay con đi học cô giáo dạy con hát bài gì? bài Bài gì? Cho tôi cho tôi đi dặm mưa với hát đi. Cho tôi cho đi. coi dặm mưa với chị coi ơi Tôi tôi muốn muốn nó cây dịp được cả xanh lá lá hoa lá với được chị tốt coi tươi. Thế con ở lớp con học những cái môn gì? Học nhảy à? Học ôm múa à? ông mua thì đục Đi múa gì? ông mua đi đục À, học múa thể dục. Tập thể dục cái gì? Ừ, thế đi học con có thích có không? các bạn bè vào em bé đi chắc đứng À, nghĩa là đi ngủ là các bạn bê chiếu ra. Vẫn bê chiếu ra còn con bê cái gì? cô bảo đã điêu cho chơi À, học ngủ dậy xong đi chơi.